Thưa anh chị, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sắp tới sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Dân Sĩ, và sau đó sẽ xét xử phúc thẩm đối với vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Những người quan sát và giới thạo tin cũng như các vị luật sư cho rằng hai phiên tòa này sẽ đầy kịch tính, không giống như phiên tòa sơ thẩm xử bộ vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi các lẽ sau, thưa anh chị, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Đặng Thị Hàn Ni, luật sư nhà báo và luật sư Trần Dân Sĩ sẽ truy tố và xét xử hai người này với tội danh, với hành vi xâm phạm đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, vi phạm vào điều 331 Bộ luật hình sự, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, cả bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Dân Sĩ đều không nhận tội. Thứ nhất, bà Đặng Thị Hàn Ni cho rằng mình không xâm phạm đời tư của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, bởi lẽ những thông tin đó đã được báo đăng và nhiều mạng xã hội rất nhắc lại rất nhiều. Thứ hai là những việc bà nêu không phạm vào tội việc xâm phạm đời tư, nếu có tức là không phạm tội, nhưng nếu có hành vi phạm đời tư thì bà Đặng Thị Hàn Ni cho rằng cũng không phải xâm phạm điều 331, không cấu thành tội theo điều 331, tức là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, không cấu thành tội đó. Còn tội gì thì bà Đặng Thị Hàn Ni đương nhiên không nhận tội gì cả. Và chúng tôi thấy rằng trong án lệ cũng chưa thấy một trường hợp nào truy tố xét xử theo điều 331 mà là vì gì hành vi xâm phạm đời tư. Vì xâm phạm đời tư. Và việc bà Đặng Thị Hàn Ni gọi tên trước khi thay đổi lịch tư pháp của bà Nguyễn Phương Hằng là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, theo bà Đặng Thị Hàn Ni không vi phạm pháp luật gì cả và cũng không phải xâm phạm bí mật đời tư. Vì việc này rất nhiều người biết và bên mạng xã hội cũng đăng rất nhiều rồi. Sau đó Bộ Công an cũng đã công bố. Tất nhiên Bộ Công an công bố sau khi clip của bà Đặng Thị Hàn Ni đưa lên mạng trong một trường hợp công khai án. Ông luật sư Trần Dân Sĩ thì nói rằng ông không vi phạm pháp luật, bởi lẽ ông cơ quan tố tụng thực hiện không đúng chức trách. Đó là theo lời của ông thôi, chúng tôi không có ý kiến vấn đề này. Đó là hai buổi livestream của ông phát ở Vĩnh Long và một nơi khác, không phải thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng công an thành phố Hồ Chí Minh lại làm án vụ này, ông đặt vấn đề đó thôi. Chúng tôi cũng không hiểu là việc này như thế nào. Thì trong phiên tòa sắp tới, cơ quan điều tra, cơ quan công tố sẽ sử dụng quyền công tố dựa trên kết luận điều tra, và hội đồng xét xử dựa trên công tố của viện kiểm sát và lời bào chữa của các bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, Trần Dân Sĩ, lời bào chữa của các vị luật sư và các trích xuất khác, đảm bảo là phiên tòa sẽ đầy hấp dẫn. Bởi chúng ta biết rồi tính cách của bạn Đặng Thị Hàn Ni như thế nào, trước sau không nhận tội. Do có kháng cáo của các bị cáo trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, phiên phúc thẩm cũng sẽ xét xử trong thời gian sắp tới. Những người phải có mặt tại phiên tòa là bà Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Mai Nhi, Quỳnh Công Tân, Đặng Anh Quân và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác. Trong vụ án này, phong vụ án sơ thẩm xét xử vụ bà Nguyễn Phương Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận bản án. Tuy nhiên, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Mai Nhi, Quỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân đều có xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt. Thì nhiều người nói rằng phiên tòa này sẽ rất bình thường, bởi lẽ khi các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt thì tòa sẽ chuẩn nghi tội danh rồi, chỉ xem xét các yếu tố tăng nặng giảm nhẹ để có thể giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo hay không, chứ không thể là có trường hợp hủy án hoặc cải sửa án. Tuy nhiên, trong vụ án này rất đặc biệt, thưa các vị, tôi xin nhắc rất đặc biệt, có hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni kháng, với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ là liên quan, đã kháng cáo vụ án này, kháng cáo bản án sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng, cho rằng đã bỏ lọt người lọt tội. Do đó phiên tòa phúc thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và những người có liên quan cũng đầy kịch tính và không thể biết trước được kết quả sẽ như thế nào. Chúng tôi
Xin mời các anh chị để lại ý kiến theo nhận định của các anh chị thì phiên sơ thẩm của Hàng Ni sẽ như thế nào? Hàng Ni có tội hay không? Có được hưởng án treo như là cô Ngọc Trinh hay không? Và khi hưởng án treo bà Hàng Ni sẽ đồng ý hay là sẽ kháng cáo tới cùng? Rồi, dù phúc thẩm của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ như thế nào khi có kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan? Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe và kiên nhẫn nghe đến cuối bài nói chuyện này. Xin cảm ơn các anh chị.